Kính thưa quý vị khán giả của truyền hình Việt Mỹ Television, quý vị đang theo dõi chương trình Văn học nghệ thuật hải ngoại và chúng tôi đang nói tiếp về cái vấn đề mà tự lực văn đoàn cũng như là những thơ văn có giá trị trong tự lực văn đoàn. Và bây giờ em xin mời anh tiếp tục nửa chừng xuân đi thưa anh. Dạ thưa, để phản ánh lại cái tệ trạng mà về môn đăng hộ đối cũng như về cái tệ trạng mà gọi là cường hào ác bá, thì tôi xin đọc một cái đoạn ở trong từ lục ở trong cái từ trong từ lục văn đoàn của cái nửa chừng xuân. Tôi xin đọc: Mai và ông lão Hành trở về nhà thì gặp Lộc chạy ra mở cửa ngõ. Mai mừng rỡ ngạc nhiên thấy ông anh năm tuổi nào đã có mặt tại nhà. Hôm gặp Lộc ở chuyến xe lửa, Lộc mới hay địa chỉ ở ga tàu trong chuyến trở về Hà Nội. Lộc xuống ga Thạch Lôi và tìm nhà Mai đến thăm. Hơn nữa, muốn gặp Mai để biết rõ hoàn cảnh gia đình Mai đang gặp khó khăn, nên Lộc muốn tìm cách để giúp đỡ. Khốn thay, theo Mai kể lại, việc bán đất cho ông Hoàng không dứt khoát vì ông ta đem tiền bạc để mua chuộc, ép buộc lấy ông làm vợ lẽ với giá 1.000 đồng và hăm dọa ngày mai đến thắp nhà để làm giấy tờ giao tiền. Mai nghe kể lại, Lộc lấy làm ghê sợn cho nàng cường hào ác bá ở thôn quê. Với tình trạng phụ bên phụ, huyền bên huyền, nên bàn với Mai nên phải thoát ly ngay tại chỗ này. Mai đồng ý, thế là cả nhà ra đi. Chiều hôm ấy, chỉ để lại ông lão gia trông nom nhà cửa. Nơi căn nhà ở phố Yên Phụ, bên hồ Trúc Bạch, một gia đình sống cảnh sung sướng êm đềm, đó là gia đình của Lộc và Mai cùng với em là Huy, đang theo học năm thứ tư trường Bưởi. Trong thời gian một năm trời, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện vui buồn. Niềm vui là Lộc đã vượt ra ngoài lễ giáo để sống với Mai. Tuy nhiên, cái khuôn khổ của gia đình trong thời xưa, trong cái phong kiến, vừa trong cái cách vừa định vợ gả chồng do cha mẹ định đoạt, nhất là cái giới giàu sang quyền quý theo môn đăng hộ đối, và bà mẹ đã hứa hôn với con một ông tuần vụ. Nghe mẹ nhắc đến con quan tuần vụ, Lộc khơi cau mày và thưa lại: Bẩm mẹ, con đã xin mẹ đừng hoại đám ấy cho con không bằng lòng. Bà án xỉa xoay vào mặt con: À, mày giở cái văn minh ra với tao à? Mày không bằng lòng, nhưng tao bằng lòng. Mày phải biết lấy vợ gả chồng là phải tìm đi chỗ môn đăng hộ đối. Chỗ này định bắt tao phải theo bọn nhà quê với bọn cùng đến à? Mày làm mất mặt diện của tao, mất cả gia đình, mất cả danh giá của tổ tiên. Mày là một thằng con bất hiếu, nghe chưa? Lộc thấy mẹ dần dừ quát tháo, liền cúi đầu tạ lỗi và xin cam đoan vâng lời mẹ. Xưa nay Lộc là người con có hiếu, giờ này Lộc đang đứng trước ngã hai đường, và tình và hiếu không biết chọn ngã nào. Trong khi Lộc đã chung sống với Mai gần 1 năm trời và đã có thai, và Mai đã có thai 3 tháng. Rồi bỗng nhiên Lộc bị mắc kỳ ly gián của mẹ, đành dứt khoát với tình Mai. Và Mai cũng thế, mẹ Lộc đã đích thân đến gặp Mai để mắng chửi và sỉ nhục một cách thầm tệ. Mai đã bỏ nhà ra đi và cùng với em trong lúc bụng mang dạ chửa và sống một cuộc đời hết sức là khổ nhục. Trời bất dung gian, sau khi bà án thực hiện môn đăng hộ đối với con, thì cô vợ của Lộc trở nên hỗn xược, không còn dự lễ giáo như lúa ban đầu mới cưới, và nhất là hai cháu trai lần lần chết, không có người nối dõi tông đường. Một hôm về chơi Hà Nội, chàng đến trường mỹ thuật để xem những bức tranh của các danh họa bài bản.
Dừng trước một bức tranh sơn mài của một mỹ nhân mơ mộng, chàng ngây ngất như bị hụt, như bị thôi miên. Chàng đứng sững, hình đó là hình của Mai. Lộc ngắm bức tranh rất lâu, bao tình cảm của năm sáu năm về trước đã hầu như chết hẳn trong ký ức, nay thuộc nhiên ngột ngang sống lại. Lộc gặp được họa sĩ Bạch Mai, người đã mướn Mai làm mẫu về bức vẽ ấy cách đây 5 năm về trước, mà Lộc đã hiểu lầm, ghen tuông ruồng bỏ Mai để đi, để Mai từ ngõ đi đi ra đi lang thang. Cộng thêm Lộc nghĩ lời mẹ nói với Mai là của cô gái lăng loạn là đúng. Bạch Mai còn cho Lộc biết, Mai kể lại cho ông nghe, sợ gì Mai cùng em là Huy bỏ nhà ra đi vì lý do bà án mẹ của Lộc yêu cầu để cho con bà lập gia đình nơi môn đăng hộ đối. Vì với tính tự trọng và lòng hy sinh, Mai cùng em ngay trong lúc Mai bụng mang dạ chữa đã bỏ nhà ra đi. Sau đó Lộc xin hỏi địa chỉ của Mai và Bạch Mai đã thành thật nói rằng: thú thật ông, bỏ lỗi cho tôi, trước tiên tôi mướn Mai để làm người mẫu vẽ vì cô ta có cái đẹp hiền hòa tùy mị, nhưng lúc sau tôi xin lòng yêu cô ta vì cô ta nhiều lần tâm sự tôi thấy cô có một con tim quá quý giá trân trọng nên tôi không dám tỏ tình. Thời gian sau, tôi liền gửi cho cô một bức thư tỏ tình, thì ngay hôm sau cô không đến nhà cho tôi vẽ nữa. Và hỏi đến địa chỉ của thì cô cho tôi ông cho tôi biết người em cô là Huy đang dạy học đâu đây. Lộc cảm ơn ông và từ giả. Sau đó, Lộc đến nha học chánh kiểm tra trường dạy của Huy và bắt được địa chỉ của Mai và liền tìm đến nhà. Lộc gặp Mai, Huy và Ái đang chơi trên đồi nhà. Một cảnh tượng vô cùng xúc động, không nói lên lời. Lộc chỉ luôn luôn kêu trời ơi khi trông thấy con mình. Lộc bắt tay chào Huy và tỏ ra ăn năn hối hận. Trong khi Mai ngồi bưng mắt khóc đức nở ở dưới gốc cây, chàng yên lặng đứng nhìn Mai rồi thong thả cúi xuống và tận tai thì thầm: em tha thứ cho anh. Mai nghe rõ tiếng Lộc nhưng không dám nhìn nữa vì đã xa nhau hơn 6 năm. Nàng tự thấy hồi hộp bẽn lẽn run sợ, nửa vì xúc cảm quá mạnh làm tiêu tan lòng quyết đoán khiến tim nàng ngưng đập, tư tưởng nàng như mất hẳn và nàng như xác không hồn. Âu yếm dịu dàng, Lộc cầm tay Mạc, tay Mai, bàn tay ngà ngọc suốt 6 năm trời. Chàng tưởng nhớ, bỗng dưng như một luồng điện giật, Mai đứng phắt dậy, mở bừng mắt đăm đăm nhìn Lộc. Mai khẽ nói: ông về đi, ông về ngay đi, nay ta chỉ còn một cái, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, ta không nên làm việc nhau, ta không nên làm việc nhau, nên quấy rối hạnh phúc riêng của nhau nữa. Dạ, thì đây là một đoạn mà chúng tôi xin trích ra trong cái Nửa Trường Xuân. Dạ, thì có lẽ là trong này có một cái bài thơ mà anh chắc cô biết rồi: anh đi đừng anh, em đi đừng em, tình nghĩa đôi ta có thể thôi. Dạ, dạ cũng... thưa nãy giờ Bitty ngồi nghe anh Bằng đọc lại một cái đoạn này trong Nửa Trường Xuân mà thật sự ra em thấy rất là hồi hộp, bởi vì lâu quá rồi em không có đọc cái câu chuyện này thưa anh.
Dạ, tôi nhớ lại ngày xưa đọc say mê luôn anh ạ. À. Dạ Vâng, dạ và cái bài thơ mà anh Bằng nói là cái bài thơ Giây Phút Chạnh Lòng. Dạ vâng, thì để bây giờ để Betty xin ngâm cái bài thơ Giây Phút Chạnh Lòng để cho quý thính giả nghe lại những cái bài thơ cổ ngày xưa mà rất là hay. Dạ. Anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta đã quyết không mong sum họp mãi, bận lòng chỉ nửa lúc chia phôi. Anh đi vui cảnh lạ đường xa, đem chí bình sinh dài đã hiến cho đời gió bụi, đâu còn lưu luyến chút duyên tơ, rồi có khi nào ngắm bóng mây chiều thu đưa lạnh gió theo mây, dừng chân bên sông xa vắng, chạnh nhớ tình tôi trong phút giây. Xin anh cứ tưởng bạc ánh tuy giam hãm thân trong cảnh nặng vấn đề hồn theo người lần đận, vẫn hàng trong đêm bước anh đi, em đứng nương mình dưới gốc mai vìn cành sương đọng lệ rồi, cười nắng tà đưa lên gió, em bảo hoa kia khắp hội rồi bảo ngừng vui cùng lặng lặng nhìn nhau bình thản khoảnh khắc thở ấy, thấy cả muôn đời hận biệt ly. Dạ vâng, đó là bài thơ Giây Phút Chạnh Lòng. Dạ. Dạ, Ngâm cái bài thơ này buồn quá phải không dạ anh? thưa quý Dạ. vị, thưa cô, thì trong một cuộc truyện thì rất là dông dài, thì có lẽ là cũng qua 50 60 năm qua thì chúng tôi không nhớ rõ, không nhớ những chi tiết rõ. Tuy nhiên, người ta nói rằng là văn hóa là những cái gì còn lại sau khi mất, thì có lẽ cái còn lại của chúng tôi không diễn tả hết nổi, mà cái còn lại của chúng tôi là những cái điều gì mà chúng tôi thấy hợp thích thú và mình nhớ mãi. Thành ra có lẽ cũng có những cái chuyện mà chúng tôi cũng kể lại đây để chắc là cô cũng À, dạ vâng, và kính thưa quý khán giả, Bích và anh Võ Ân Bằng đang ôn lại cho quý khán giả nghe một vài cái giây phút mà cái bài thơ gọi là Giây Phút Chạnh Lòng. Dạ, trong cái câu chuyện Nửa Chừng Xuân của nhà văn Khái Hưng trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Dạ thưa anh, em cảm ơn anh rất là nhiều. Anh đã có công mà sưu tầm lại những cái bài thơ cổ và những cái câu chuyện cũ mà rất là hay như thế này. Dạ thưa, thì em một lần nữa xin cảm ơn anh.
Và xin thay mặt quý khán giả rất trân trọng những cái gì mà anh đã làm cho cái chương Yeah, trình tôi này thưa thưa anh. cô, mình cảm Dạ, ơn, đi cảm ơn dạ. lại. Thật ra thì Và chúng tôi xin cảm ơn các vị dạ. vì cảm ơn dạ. Dạ Là vì vâng. giờ riêng với cô thì thật ra thì nếu như mà trong những cái buổi thuyết trình như thế này mà cũng có đem lại những cái câu ngâm, những cái nhanh nhẹn của cô thì chắc là cũng tẻ nhạt lắm, cũng khô khan lắm. Thành tôi phải Dạ. cảm ơn cô. Dạ, tôi cũng Dạ xin vâng, em rất là vui được xin chào quý vị. ngâm lại những bài thơ này, và vâng, xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những cái chương trình văn học nghệ thuật như thế này trên Việt Mỹ Television, và mong kính chúc quý thính giả một mùa xuân sắp đến những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc.